hồ sơ nó dễ hiểu đầu mình chi mình rồi. Ô, đùa nhau à? Rồi, nhảy xa. Nhảy xa. Cùi quá rồi đấy. Bên kia nó còn một con nữa. Khá cao. Nhưng chắc đánh được con này thì cũng không dám chơi nữa. Wow, tưởng cắm bao lâu.
Tưởng dễ ăn, không dễ ăn đấy mà. Nghe những gió này rơi đồng liền. Hôm nay thời tiết rất khó chịu, vừa đánh vừa 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 gió vừa mưa, mai là lạnh rồi. Gặp được chim bướm như này là quá là tốt rồi đấy. Nhảy đi. Xấu hổ. Đấy, qua đây. Này ăn con mái đùa. Nói xa. Ừ. Đá đấy. Đồ lâu phết rồi đấy nhỉ. Cảm giác dễ ăn. Nhìn 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 nhìn
nghe có vẻ tăng động phết này. Trống màu cui 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 đinh đá lân điểm đậm điểm này. Còn bên tay trái nhảy cái khó khăn nhỉ. Mấy con bên kia lổ rồi hết rồi. Sắp chết nhá. Các người xem clip của Bộ Khánh Ninh.